Thưa quý vị, để ghi nhận sự đóng góp của các lực lượng tham gia phòng chống dịch tại chốt kiểm dịch liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Bến Lức, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Tiền phương Bộ Công an đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một cá nhân và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 7 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen là Thượng úy Nguyễn Huỳnh Sơn, cán bộ đội an ninh công an huyện Đức Hòa. Bảy tập thể cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen là Công an huyện Bến Lức, Công an huyện Cần Đức, Thiếu tá Lê Minh Hiệp, Phó trưởng Công an xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, Đại tá Thái Hữu Đức, trưởng Công an huyện Cần Đức, Thượng tá Nguyễn Văn Được, Phó trưởng Công an huyện Cần Duộc, Thượng tá Đào Văn Nghiền, Phó trưởng Công an thành phố Tân An, Đại úy Nguyễn Thị Thanh Thoảng, Phòng hậu cần Công an tỉnh thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh ủy, Quỹ, Quỹ ban nhân dân tỉnh Long An, Công an tỉnh, từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát trên địa bàn tỉnh, các tập thể cá nhân trên đã không quản ngại gian khổ, quyết tâm công tác, lãnh đạo, chỉ đạo, ngày đêm bám trụ thực hiện nhiệm vụ, góp phần cho công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cũng như đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận biểu dương sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Long An nói chung và các tập thể cá nhân được khen thưởng nói riêng đã xung kích đi đầu trong công tác phòng chống dịch qua đó mong muốn thời gian tới công an tỉnh long an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp chung sức đồng lòng thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội sớm đẩy lùi dịch bệnh đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới